gốm sứ trang trí chuyên cung cấp các sản phẩm trang trí nhà cửa và quà tặng cao cấp. Với hơn 10.000 sản phẩm đề co nhà cửa mang nhiều phong cách khác nhau như hiện đại, cá tính, cổ điển. Các mẫu sản phẩm trang trí đa dạng độc đáo, tạo nên một không gian nhà đẹp mang nét riêng của bạn. Bây giờ gốm sứ trang trí xin giới thiệu cho bạn mẫu bình sứ sơn họa tiết tứ quý. Dưới nền màu men vàng rất nổi bật kết hợp với chất liệu sứ sơn, người nghệ nhân đã tạo ra mẫu bình sứ sơn tứ quý vô cùng bắt mắt, tinh xảo và mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Bình có 3 màu cho các bạn lựa chọn là màu vàng sang trọng, màu đỏ quý phái, màu xanh trang nhã. Sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ nhắn, xinh xắn rất phù hợp để trang trí và trưng bày trong nhà hay những không gian mà bạn yêu thích. Đây cũng là một sản phẩm rất lý tưởng dùng làm quà tặng cho bạn bè và người thân. Sản phẩm có hộp đựng bằng gỗ chắc chắn, túi xách sang trọng và lịch sự, rất thích hợp để mang đi biếu tặng nhân dịp tân gia, khai trương hoặc tặng bạn bè, đối tác trong công việc kinh doanh nhằm mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Mời các bạn cùng theo dõi những hình ảnh thực tế của sản phẩm. Bình có thiết kế dáng củ tỏi men màu vàng rất là bắt mắt, họa tiết thì vô cùng sắc nét. Bình mang ý nghĩa phong thủy là cầu tài lộc, sung túc, may mắn và bình an. Hiện tại các bạn đang xem là hai mẫu bình màu vàng sang trọng và màu đỏ quý phái. Bình được viền vàng ở miệng, cổ và đáy tạo cảm giác sang trọng cho sản phẩm. Bình sứ sơn tứ quý có chiều cao 28 ngang 16cm với chất liệu sứ sơn cao cấp. Vì vậy sản phẩm có độ trắng sáng, mịn và độ bền cao. Shop gốm sứ trang trí đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng là sản phẩm chất lượng, 100% như hình, bao vỡ hỏng, các bạn có thể kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đến với gốm sứ trang trí bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình các sản phẩm trang trí nhà cửa phù hợp với mọi không gian sống. Đồng thời gốm sứ trang trí còn cung cấp cho bạn rất nhiều những mẫu quà tặng phù hợp với rất nhiều dịp như mừng tân gia, khai trương, mừng thọ, quà tặng sếp, doanh nghiệp v.v. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm tại trang web gốm sứ trang trí.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.